Hòa Vân Yên Từ. Hòa Vân Yên Từ, thi tập của Hoàng Quang Thuận. Một vùng đồi núi ở nước Nam, dòng vàng hạ xuống giữa non ngàn, phía Nam có một dòng Trường Thành vững giang san, kính thưa quý vị cùng các bạn yêu thơ, vừa rồi là những câu thơ nhẹ như sương, mỏng manh như khói, với hình ảnh về miền núi cao thiêng liêng, miền non xanh nước biếc, bạt ngàn mây trắng, của đỉnh cao trầm mặc Yên Tử Sơn. Nơi đây, về phía nam, là dòng sông Bạch Đằng uy nghiêm hùng dũng, đã ghi bao chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam. Năm 938, Ngô Vương Quyền thắng quân Nam Hán, và năm 1288 Hưng Đạo Vương đại thắng quân Nguyên. Phía nam có một dòng sông trắng, một dải Trường Thành vững giang sơn. Đây là những câu thơ trong bài thơ Tứ Tuyệt, nhan đề Truyền Thuyết Yên Sơn, trong thi tập Hòa Vân Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận. Thi tập do nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội ấn hành vào năm 2002. Hòa Vân Yên Tử là tập thi ca sau tập Thi Vân Yên Tử, gồm 80 bài thơ viết về dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tác giả Hoàng Quang Thuận, tiến sĩ Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Cảm hứng thi ca như một dòng chảy từ chốn khôn cùng, huyền bí, nhiễm vào anh. Theo chân anh vẽ lên bức tranh khai mở từ ngày đầu Đức Hoàng đế Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng về Yên Tử tu hành, lập nên thiền phái Trúc Lâm. Hơn 700 năm trước, Hoàng Quang Thuận phải chăng đã có kiếp chân tu ở đất này? Anh lần theo dấu cũ, vén bức rêu phong thời gian, lòng bâng khuâng, hoài cảm, như chàng từ thức trở lại quê hương sau mấy trăm năm sống trên tiên giới. Với 143 bài thơ Yên Tử, Hoàng Quang Thuận như một vị sứ giả của Phật giới, dắt người đọc tìm vào nơi khai mở thiền phái Trúc Lâm và lịch sử hình thành danh sơn Yên Tử. Bên dưới lớp vỏ của ngôn từ, những triết lý cơ bản của nhà Phật, sự huyền vi của tạo hóa, quan điểm về lẽ nhân sinh, sự tán tụ của kiếp người, được nhà thơ thuyết pháp một cách đầy cảm hứng qua bút lực thi ca. Hòa Vân Yên Tử man mác cổ thi, đường thi, thấm đẫm chất thiền học triết lý nhà Phật về sự hiện hữu của kiếp người trước cái vô cùng vô tận của trời đất bao la.
khi nhận định về thi tập Ngọa Vân Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận. Trong phần mở đầu thi tập, nhà nghiên cứu văn học Ngô Văn Phú đã viết những cảm nghĩ như sau. Sau tập Thi Vân Yên Tử, Hoàng Quang Thuận lại có tập thơ mới Ngọa Vân Yên Tử. 4 năm qua, kỳ nào từ Nam ra Bắc, Hoàng Quang Thuận đều lên Yên Tử. Anh nói về tôi, về những chuyến đi khác nhau, về lần đem Thi Vân Yên Tử lên tặng sư thầy, những lần gặp gỡ ngắn ngủi, không lần nào anh không nhắc đến Yên Tử. Lần đầu, anh đưa cho tôi đọc Thi Vân Yên Tử. Tôi có nói đó là Phật phù hộ cho anh đó, bởi vì quả là tứ thơ đến với nhà khoa học này rất hồn nhiên, đầy xúc cảm. Cũng là Hoàng Quang Thuận không làm thơ về các đề tài khác, mà hồn cứ vẫn như mây Yên Tử, lúc đi rồi lúc lại phải tù về. Cái tựa đề của tập thơ từ cái thần ý ấy chăng? Tập Ngọa Vân Yên Tử này, anh vẫn mê cảnh sắc tuyệt vời ở cái nơi có thể gọi là gốc thiền của thiền phái Trúc Lâm. Hoàng Quang Thuận vẫn có những câu thơ tả thiên nhiên đầy phong vị Yên Tử. Nhưng trong tập Ngọa Vân Yên Tử này, khác với Thi Vân Yên Tử, Hoàng Quang Thuận bàn nhiều về thiền hơn. Thơ anh chiêm ngưỡng các vua trần, các vị hoàng hậu, công chúa đã từng đặt chân đến đây, đến những người thân của Trúc Lâm đệ nhất tổ Trần Nhân Tông như công chúa Thiên Thủy, bàn đến các tổ thứ hai Pháp Loa, tổ thứ ba Huyền Quang của thiền phái Trúc Lâm. Có người của các vị tổ Trúc Lâm như có một lực hấp dẫn đối với nhà khoa học này, đó là giữ lấy cái tâm Phật thanh thản, hòa vào hư không vũ trụ. Như thế là anh đã hiểu Trúc Lâm thiền phái khá tường tận. Vậy cái gốc của Phật, của nho thời Trần ấy là gặp nhau ở chữ tâm. Và Hoàng Quang Thuận cũng có trong mình chữ tâm đấy. Chẳng thế mà đã có một tập thơ về Yên Tử rồi, trong mấy năm lại có một tập khác về Yên Tử nữa. Điều đó cũng do cái tâm mới có thể làm được. Nhà văn Ngô Văn Phú. Và nơi đây, những vần thơ trong Ngọa Vân Yên Tử được thể hiện với các nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, Bích Ngọc, Bảo Cường, Anh Tấn và Đoàn Yên Linh, cùng tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Thạch Cầm, tiếng đàn bầu của Thúy Hạnh, tiếng đàn nguyệt của Anh Tấn và tiếng sáo trúc của nhà thơ nghệ sĩ Bảo Cường. Theo truyền thuyết vòng cung Đông Triều giống như một con rồng vươn mình ra biển Đông, đỉnh cao Yên Tử như đầu rồng, đuôi rồng ở Côn Sơn, dãy núi Chí Linh, Hải Hưng, vị trí tháp tổ trước của chùa Hoa Yên giống như hàm rồng, Ngọc Xá Lợi đệ nhất tổ Trúc Lâm được nhập tháp trong lăng Quy Đức và đệ nhị Pháp Loa an táng ở trong bảo tháp Viên Thông của chùa Thanh Mai, Chí Linh, Hải Hưng, đệ tam tổ Huyền Quang an táng tại bảo tháp Chiêu Minh, chùa Côn Sơn thuộc Chí Linh, Hải Hưng. Và bài thơ sau đây, Ngọa Vân Yên Tử, qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân. Thank you.
rồng. Mộ tổ Trần Nhân Tông, đệ nhị pháp loa táng thân rồng. Đuôi rồng tam tổ huyện quang tọa, một dải rồng thiêng vừng núi sông. Bài thơ Yên Tử Đài Xuân, tác giả muốn nhắc đến Yên Tử là đất Phật, chốn tổ cõi thiêng, kinh đô Phật giáo của Đại Việt thời nhà Trần. Bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ Bích Ngọc. Cõi thọ dạo chơi Bài thơ Xuân Về nhắc đến chùa Giải Oan nằm cạnh suối Giải Oan dưới chân núi Yên Tử, và trước chùa có một cây đại cổ thụ tuổi đã 700 năm. Bài thơ Xuân Về qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân. Sạc đầu hè bụi lau